chị bị phải khoảng độ 4-5 hôm. 4-5 hôm. Đợt này bị có đấy, hôm tối hôm thứ sáu về là bị thứ bảy chủ nhật áp lạnh. Đợt này thấy chị làm cái kiểu áp lạnh, mỗi áp lạnh thôi, mỗi áp lạnh có bấm tiêu viêm gì không? Chỉ áp lạnh thôi. Áp lạnh vào đâu? Môi với cả tay. Môi tay à? Trước đây là chị là bác sĩ kết luận nó là cái bệnh gì? Cái gì nhỉ? Viêm kết mạc dị ứng. Viêm kết mạc dị ứng. Tức là cứ một tháng bị mấy lần? Thường một tháng bị một lần, từ đầu năm đến giờ 7-8 lần rồi. 7-8 lần. Mỗi lần bị thì khoảng bao lâu? Thường đấy khoảng độ một tuần, 5-6 ngày gì đấy. 5-6 ngày. Còn bây giờ là áp đá, chỉ mũi vào miệng và vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay chỗ nào? Chị giơ lòng bàn tay nhỉ? Đây, quay đấy à? Rồi kết quả như thế nào? Đấy thì chị thấy nó nó ít đỏ hơn. Đúng 2 ngày, hôm nay thì nhìn bình thường là không thấy đỏ nữa. Đấy nhưng mà vấn đề này là ban ngày nhìn rất bình thường. Nhưng mà có những lúc trong ngày thì nó sẽ ngứa đỏ hơn, khó chịu hơn. Nhất là lúc mà mới ngủ dậy. Mới ngủ dậy à? Ừ, sưng nó đỏ lên nhiều. Mới ngủ dậy thì mình sẽ giải quyết cái khác. Cái đợt này 2 ngày như này là ngon rồi. Chúc mừng, đỡ phải chịu đựng trong một tuần. Có vẻ khá hơn nữa. Khá hơn, mình có nghề rồi. Rồi, cảm ơn.